4.500 tỷ đồng là số tiền tỉnh Phú Thọ tiếp tục huy động đầu tư nhằm bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích lịch sử Đền Hùng, dự kiến là đến hết năm 2025. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 326 di tích thờ Hùng Vương và các nhân vật liên quan đến thời đại Hùng Vương. Tuy nhiên, một số di tích hiện đang xuống cấp, một số di tích bị tàn phá bởi bom đạn chiến tranh nên không còn nguyên vẹn. Ban quản lý di tích cho biết, việc tu bổ, tôn tạo sẽ dựa trên cơ sở nguyên giá trị gốc. Nhưng nhiều ý kiến lo ngại rằng, số tiền khổng lồ ấy chia trung bình ra, mỗi di tích sẽ nhận được 20 tỷ đồng. Thực tế, trong trùng tu di tích cho thấy, nhiều tiền không đồng nghĩa với việc chất lượng di tích sẽ tốt. Cần có những nghiên cứu cặn kẽ di tích, đưa ra giải pháp khoa học phù hợp lịch sử, nêu đề xuất, từ đó mới tính đến những phương án tiếp theo.